Bây giờ vào có trận là tôi sẽ file game cùng một lúc này. Thì chúng ta sẽ vừa làm quả thử thách là vừa chơi cờ vừa bắn xét, mục đích là thắng được cả hai game cùng một lúc. Nói trước là trước giờ tôi chưa chơi cờ vua để bước pro, chơi giải trí thôi, tôi không biết gì cả. Thế nên có thể nói là ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi học chơi cờ. Như này sẽ rất là căng đấy, tại vì tôi phải spacing giữa hai game cùng một lúc ạ. Còn mẹ khó đi. Mẹ ơi đây đi bố nước con ơi. Mẹ không để ý lắm nữa, con mẹ con xe của mình rồi. Cơ ơi, tự cắm đầu vào chỗ chết luôn mà. À đây, còn chấp nhận thua đấy. Để trong ngày hôm nay thắng được một trận, không biết có khả thi không nhỉ? Sau có content giải đề hóa TFT trên CS chết. Cơ mẹ, chơi vào luôn. Chiếu. Nhưng mà đéo thắng được game này rồi. Sandwich. One more. Nếu mà nó sang ăn bên này thì mình làm đéo gì chống được bây giờ nhỉ? Đéo chống được. Free food đấy. Em sai. À, bắn với bot mình còn có thời gian mà mình nghĩ ạ. À. Đánh với người đâu có thời gian để nghĩ được. Chiếu rồi đúng không? Red and up light it đó. Đang thắng lại thành thua. Nó bán lộ ạ. Mẹ. Thắng rồi. Vãi thằng em. Apps. Chiếu. Ôi, thằng ơi. Ok, 94 này. Bắn CS mà phải gánh là nó đã làm multitask rồi. Giờ lại còn nhét thêm quả cờ vua nữa. Đây để. Ok. Defuse.
cho nó đi fill để câu thêm thời gian đánh cờ ấy. Không, nếu ăn thì chả bất lợi đéo rồi. To be up. Nghĩ xem á, thật cảm giác mình đi nước này nó sẽ sai sai đây xuống. Bây giờ mà đi ra xe xuống ăn hậu của mình. Con mẹ mày, mồm mình vừa nói xong là mu thì nó ăn mất ạ. Ấy không. Trời ơi. Tự bản thân mình bóp dái mình ạ. Rồi. Bay mất mẹ vào thằng rồi cũng được, cầu thời gian thôi mình đánh cờ. Sandwich. Cái đi nó lại lên làm gì đây nhỉ? Phải phấu ạ. Mệt. Oh shit. Ốp ram. Mày ra mày phải. Anh à. Không. Blue pick up mày. Giữ lấy cái bom cái đó, 1A, 1 mid, 1 B. Hey. Lùi về. Đây kìa. Ram. Nhơn. Nếu được rồi, kè đó. Ủa, đi đoạn này từ kiểu đoạn này não tôi đang bị rối ấy. Là bị rối ở tập trung cả hai game đều khó luôn. Xe C3 đuổi hậu quá. Nhưng mà đuổi thì không có gì để chơi đúng không? Thu mệt, one shot ăn mệt. I play mid. Wow. What? Mitty. Con. Up jungle please. I mean test.
Yeah, that's the one top mid opening, right? Cabby, cabby. The fuck? Base. Shit! Chắc giờ chỉ tập trung phong hậu thôi nhở? Ừ, quả đấy hơi đần. Ừ, quả hơi đần. Ố quá. Ốc mít. À, it's okay. Laying down smoke. Ôi. Ấy, phạc cơ. Ô, cay thật. Ừ, rồi. Quái đang nghĩ là thắng rồi, cứ từ từ thua con hòa con mẹ luôn, cay rồi.